Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay thứ tư ngày 19 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Để thực sự là trung tâm đầu tàu phát triển, là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh vào năm 2025, thành phố Hưng Yên nhất định phải có con đường riêng, cách làm riêng từ công tác xây dựng đảng đến phát triển kinh tế xã hội. Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên diễn ra vào chiều qua. Qua nửa đầu nhiệm kỳ, đến nay 8 trên 14 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tuy vậy vẫn còn những khó khăn thách thức lớn đặt ra với thành phố, nhất là vấn đề nguồn lực để củng cố cơ sở hạ tầng, diện mạo đô thị, văn minh đô thị, nhiều thiết chế văn hóa còn thiếu. Đến nay thành phố vẫn chưa có đề án với những tiêu chí danh mục cụ thể cần đầu tư xây dựng để đưa thành phố đạt mục tiêu trở thành đô thị loại 2. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thành phố Hưng Yên phải có con đường riêng, cách làm riêng để phát triển xứng tầm là trung tâm của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố tiếp tục huy động nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, trong đó quan tâm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giáo dục y tế, hạ tầng thương mại, dịch vụ, tập trung đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai, đánh giá toàn diện tập trung vào các nội dung hạng mục thiết yếu quan trọng để xây dựng thành phố Hưng Yên thành đô thị loại 2 vào năm 2025, từ đó huy động nguồn lực đầu tư có trọng điểm, không dàn trải. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ tổ chức họp trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023. Phiên họp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành 11 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính với tổng số 132 quy trình nội bộ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt gần 100%. Tính đến ngày 12 tháng 6, đã cung cấp 1.616 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn tỉnh và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã trong 6 tháng đầu năm 2023. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt gần 85%, tỷ lệ thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt trên 80%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính của các sở ngành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh đạt trên 90%. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị đã được nghe thông tin về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tại kỳ họp, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Một số lĩnh vực kinh tế xã hội đạt được thành tựu nổi bật, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh đề ra. Tiếp đó, giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, thông tin tới đại biểu về việc nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống bệnh viêm gan virus, bảo vệ cộng đồng. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thông tin về chủ đề năm an toàn giao thông năm 2023, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn và dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, quy mô đường cấp 2 đồng bằng, tổng dự kiến mức đầu tư trên 9.270 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện đến năm 2027. Chiều qua, thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. Sự hội nghị có các đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồ án được xây dựng trên cơ sở chương trình xây dựng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại 3 vào năm 2025. Đến năm 2030, đạt tiêu chí đô thị loại 2 và là đô thị thương mại dịch vụ công nghiệp gắn với thủ đô Hà Nội và nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Theo đồ án không gian đô thị, thị xã được phân thành 3 vùng gồm: vùng đô thị tập trung là khu vực đông dân cư dành cho hoạt động dịch vụ thương mại, diện tích tự nhiên khoảng trên 3.300 ha; vùng công nghiệp dịch vụ với diện tích trên 1.000 ha; và vùng sinh thái đô thị với diện tích trên 1.800 ha là khu vực dân cư thấp, phát triển đô thị, dịch vụ nông nghiệp kỹ thuật cao,
kết hợp với sinh thái tạo cảnh quan. Trên cơ sở phân vùng trên, thị xã được phân thành 7 khu vực bao gồm khu đô thị tập trung, khu hành chính, khu dịch vụ sinh thái, khu công nghiệp. Với 29,35 điểm, Nguyễn Mạnh Hùng lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Trương Vương huyện Văn Lâm trở thành một trong 3 thủ khoa khối A00 của toàn quốc. Đây là kết quả của một quá trình rèn luyện không ngừng. Trong đó, Hùng đạt 10 điểm môn vật lý, 9,6 điểm môn toán và hóa học đạt 9,75 điểm. Theo Hùng, với việc học không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ học đều các môn trong tổ hợp, cố gắng hiểu bài nhanh nhất và chọn những lúc tỉnh táo nhất để học tập. Trong suốt 12 năm đè sách, có thời gian Hùng thích chơi điện tử, học lực chỉ nằm ở nhóm giữa của lớp, không để bản thân sa ngã vào game. Em tự biết điểm dừng, tập trung vào việc học. Với sự cố gắng, Hùng đã có sự tiến bộ vượt bậc. Đến lớp 12, Hùng học quên ăn quên ngủ, thường xuyên thức đến 1-2 giờ sáng. Những đợt thi thử Hùng luôn đạt điểm 28-29, nằm trong top đầu trường. Không chỉ vậy, em còn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh ở bộ môn hóa học. Con đường nằm giữa biển dẫn ra Hòn Bà ở Vũng Tàu là một trong những con đường thoát ẩn, thoát hiện, thách thức du khách nhất. Đường dẫn ra đảo tùy thuộc vào con nước trong ngày. Khi thủy triều rút, một con đường nhỏ sẽ hiện ra để du khách có thể đi bộ ra đến đảo Hòn Bà. Con đường bộ dẫn ra đảo Điệp Sơn là con đường nổi tiếng nhất trong số các cung đường rẽ biển ở Việt Nam. Với độ dài chưa tới 1 cây số và có mức thủy triều ở mức nông, du khách hoàn toàn có thể đi bộ ra đảo Điệp Sơn thoải mái. Đảo là nơi sinh sống làm tổ của hàng ngàn cá thể chim yến với trữ lượng yến thiên nhiên được khai thác lớn nhất Việt Nam. Đảo Yến còn sở hữu con đường giữa biển đẹp nhất nhì Việt Nam với bãi tắm đôi. Để ngắm bãi tắm đôi đẹp nhất thì bạn nên đến lúc gần trưa, lúc này biển vẫn xanh và nắng không bị quá gắt. Nằm trên địa bàn xã Tự Do, huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình, thác Mu là một trong những thác nước còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Giới chức Na Uy thông báo công ty mẹ của mạng xã hội Facebook là Meta bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để quảng cáo có mục tiêu. Giới chức Na Uy cáo buộc Meta đã sử dụng các thông tin như vị trí của người dùng, nội dung họ thích và những bài đăng của họ cho mục đích tiếp thị. Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Na Uy coi hành động này của Meta là bất hợp pháp, do đó áp dụng lệnh cấm tạm thời với hoạt động quảng cáo dựa trên hành vi của người dùng trên Facebook và Instagram. Lệnh cấm sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 8 và kéo dài 3 tháng để Meta có thời gian điều chỉnh. Nếu không tuân thủ lệnh cấm, Meta sẽ phải đối mặt với mức phạt tương đương hơn 2 tỷ đồng mỗi ngày. Cơn cuồng sổ số đang bao trùm khắp nước Mỹ khi người dân xếp hàng mua vé Powerball với hy vọng mang về nhà giải thưởng độc đắc trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Sau gần 3 tháng không có người trúng giải, giải độc đắc Powerball đã tăng trở lại vào tối thứ Hai lên tới 1 tỷ đô la Mỹ, trở thành giải lớn thứ 7 trong lịch sử Mỹ. Phiên quay số tiếp theo diễn ra vào tối thứ Tư này theo giờ địa phương. Người trúng giải có thể chọn cách nhận số tiền theo nhiều năm hoặc nhận một lần, tương đương khoảng 500 triệu đô la Mỹ sau khi trừ đi các khoản thuế. Trên website của mình, Powerball cho biết tỷ lệ trúng giải độc đắc là 1 trên 292,2 triệu. Lần gần nhất có người trúng giải độc đắc Powerball là vào ngày 19 tháng 4 với giải thưởng là 253 triệu đô la Mỹ. Tại tỉnh Oulu, miền Trung Phần Lan, một sự kiện bóng đá rất khác thường đang diễn ra, đó là giải vô địch bóng đá thế giới trên đầm lầy. Sự kiện quy tụ hơn 100 đội bóng bao gồm cả nam lẫn nữ ở Phần Lan lẫn những quốc gia khác. Đến đây, khán giả ngồi xem trên những khán đài được lót ván. Sân đấu không phải là sân cỏ thông thường mà là đầm lầy, nhưng vẫn có đầy đủ các đường biên và khung thành. Các cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển trên mặt sân lầy lội. Giải vô địch bóng đá thế giới trên đầm lầy ở Phần Lan được một nhóm vận động viên trượt tuyết phát động từ năm 1998 như một cách thức rèn luyện thể lực của mùa hè khi không có tuyết. Từ đó đến nay, sự kiện thể thao khác thường hàng năm càng trở nên thu hút hơn với số đội bóng tham dự luôn tăng thêm.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.